Đây thì cô bác anh chị Thiên Phong tiếp tục cùng đi với Bằng Quân là đi qua một cái hoàn cảnh mà nổ phà, mà chung cái chuyến phà bị cháy của bác anh chị ạ. Thì thật sự là cái hoàn cảnh của nhà của một người anh bên đây là cũng đang, cái tình hình cũng thật sự là đang rất là nguy kịch. Nay là cũng đi chung với chuyến phà của anh Vinh đúng không chị? Dạ. Nhà này đúng rồi. Dạ. Bây giờ còn nằm viện Tân Hưng đó. Nằm bệnh viện Tân Hưng hả chị? Dạ. Dạ. Thì em cũng được biết là cái hoàn cảnh của anh này hình như tên gì á chị? Tên Đen. Anh Đen. Dạ. Là cũng thật sự cũng rất khó khăn á chị? Dạ, hoàn cảnh nó khó khăn lắm. Bà ba thì mất, bà mẹ thì có tật, nhà có mình. Dạ, dạ. Giờ thì Phong Nguyễn sẽ đi vô cái nhà của anh Đen ở đây. Đây là cô bác anh chị xem nè. Cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà tình thương. Ngôi nhà này là ngôi nhà tình thương của nhóm thiện nguyện Diệu Phẩm Australia của bác anh chị ạ. Đây là cũng một cái ngôi nhà tình thương của bác anh chị ạ. Thì bây giờ thì Phong sẽ đi với Bằng Quân sẽ đi thẳng vào bên trong để gặp cái người mẹ yêu dấu của anh Đen đó cô bác anh chị ạ. Dạ con chào cô nha. Dạ. Dạ con chào cô. Dạ. Cô là mẹ của anh Đen hả cô? Đúng rồi. Dạ. Rồi anh Đen bây giờ tình hình cái sức khỏe của ảnh bây giờ như thế nào vậy cô? À, cái giò này thì lột hết trơn mà nó kéo da non mà còn nằm trên bệnh viện chưa biết chừng nào xuất viện. Dạ, dạ. Ủa cô đi đứng như thế nào mà có cái cây này vậy cô? Có cái giò trụi hồi nhỏ bệnh trong bụng mẹ không ra. Dạ dạ. Giò bánh này xinh. Thì cô đi được không? Đi thì chỗ nào dễ thì đi không, còn chỗ nào khó thì đi cây. Đứng đây không đứng. Dạ. Dạ, cô ngồi đi cô. Ngồi xích ra chị. Ngồi xích ra. Dạ, dạ. Trời ơi, cô bác anh chị xem nè, mẹ của anh Đen là một cái nạn nhân trong cái vụ mà nổ phà. Thì bây giờ là cô là bây giờ là cô bao nhiêu tuổi rồi? 65. Trời ơi, cô 65 tuổi hả? Mà bây giờ con thấy cô có bệnh hoạn gì nhiều không? Mà con thấy cô đi đứng cũng khó khăn quá vậy? Có tật trong bụng mẹ trong ga chứ không có. Dạ, có tật từ lúc nhỏ hả cô? Rồi, trong mẹ trong ga cũng không sáu ba chị em có mình mẹ mình. Dạ. Giờ là cô sống nhà vậy cô? Mấy thằng Út dài báo đau bệnh về hoài. Dạ. Út rồi anh Đen thứ mấy cô? Anh Đen là thứ ba. Thứ ba hả? Dạ. Còn thằng thứ hai thì bị đụng xe cục hết cái giò, đi giò giả luôn. Dạ. Ở nhà mình có bàn thờ, có thờ ông bà tổ tiên gì không cô? Có thờ bà tổ cô đó. Dạ. Thôi có thờ đó. Tới mình cũng thắp cái nén hương đi. Thắp cái nén hương cho ông bà đi. Thì hôm bây giờ thì Phong thì cũng xin phép tới đây thì trước nhất là cũng xin phép những ông bà tổ tiên trong gia đình ở đây. Thì cho Phong với Bằng Quân ở đây cũng được ghi hình, chờ trò chuyện, rồi ghi đợi những cái đoạn hình ảnh để gửi cho cô bác anh chị nhé. Ở đây thì cô bác anh chị thì Phong bây giờ đi với Quân thì sẵn đi tới nhà giờ thì Phong cũng ghi lại những cái đoạn hình ảnh trong cái căn nhà mà của mẹ của anh Đen ở đây. Thì thật sự là Phong thấy ngôi nhà cũng rất là sơ sát luôn. Nó xây cất là không biết từ bao lâu rồi nhưng mà bây giờ là ngôi nhà cũng rất là sụp sệ của bác anh chị ạ. Mặc dù là cái khuôn nhà ở trong là bằng tường nhưng mà ở dưới phía sau á thì cũng còn khá là bề bộn nhưng mà đồ đạc thì cũng chưa được sắp xếp gọn gàng được. Tại vì nhà cửa bây giờ nó cũng đang hình như nó cũng dột nhiều quá Quân. Cái nhà bếp nó bị dột. Cái nhà bếp ở đây nó bị dột nhiều á. Thì trong nhà ở đây là Phong với Quân thấy là hình như là cũng không có cái đồ gì mà có giá trị hết. Thôi, thì bây giờ thì Phong với Quân đi lên tiếp tục trò chuyện với cô nha. Rồi, thôi đi lên trò chuyện với cô để tối thôi Quân ơi. Thôi thì Phong Nguyễn mời cô bác anh chị cùng đi lên phía trên để trò chuyện với cô thêm tí nữa. Thì ở đây thì bữa nay Phong đi tới thì rất là vui khi mà ở dưới quê, ở đặc biệt ở xóm Cả Nổ ở đây á. Thì bà con hàng xóm ở đây là rất là đoàn kết, rất là vui vẻ. Và khi mà có chuyện hữu sự hay là chuyện gì đó thì cũng có tến rất là đông luôn. Ủa cô mua cái tủ lạnh này lâu chưa cô? Dạ. Cái tủ lạnh này con thấy sơn phết là chắc cũng mấy chục lần đó. Dạ, để con mở rồi có gì nhiều không cô? Trời ơi. Tủ lạnh này cũng chấp giá nhiều quá không? Dạ. Yeah. Cái này 9 năm chống tháp tới giờ hả nhỉ? Dạ, đồ ta cho đó. Đồ người ta cho. Chứ bà làm gì bà có. Thánh thần vô thần đến đưa cái gì cho bà giữ thần bà làm. Cái gì vậy? Ta đủ thứ. Đồ của... Còn mấy cô là cũng là người ở xóm không ạ? Ở xóm luôn hả? Dạ. Chị biết cái gì đó. Trời ơi, dạ. Gia đình bà khổ dữ lắm. Thằng con dạ. Bà thì cũng đi theo mấy cắt làm đó mà giờ bị thương nặng lắm nằm bệnh viện á. Dạ. Không có tiền đóng tiền luôn. Thằng con tôi mới chạy mượn cho 1 triệu bạc đóng vô bệnh viện. Đặng cho nó nhập viện, đặng lo chữa cho nó.
rồi ở địa phương mình rồi với bà con cô bác có hỗ trợ được cái có chưa có ai hỗ trợ gì hết trơn không biết luôn mấy ngày đằng này không có lên không biết với lại thằng em đó tại giờ nó cũng mẹ giá mà em nó thì có tật có gì thì có tật có nguyền còn nói giờ không ai nuôi nữa đó. Còn giờ như em có anh đen thì sao cô? Nó cũng không có được bình thường gì mấy rồi như tiền bạc cũng eo hẹp lắm. Như có thì không có được như giờ chị cũng muốn lên đòn mình á, có ấy thì giúp đỡ cho nó giùm. Như giờ chị mới nói nó hôm qua hồi chị nay. Vô đây trò chuyện với em đi, ngồi kế cái cô đi. Bữa hai bữa này nó xuất viện về rồi mà giờ không có chỗ mà nằm luôn á, giờ như giờ chị cái nó mới nói giờ hỏi xin mấy gì á, coi ai cho nó bụi giường nặng về cho nó nằm chứ giờ nó không có chỗ nơi gì nằm chứ. Vậy là trong ít ngày nữa là sẽ đem cái xuất viện hả chị? Thứ hai tuần sau chị mới chị mới nói thì nãy giờ thấy nó vậy mà giờ mình thì cũng khổ á, bây giờ thấy em nó vậy rồi hồi nãy điện mấy gì mà ai đã cũng lo phần của ta thôi chứ người ta không có ấy với mình, bây giờ chị cũng xin cưng á thì như lòng hảo tâm của mọi người á đóng góp cho nó chút bệnh mình về nó chữa trị bệnh nó chứ nghĩ phỏng là thời gian nó lâu dài vậy dạ, anh đánh phỏng sao cô chị nó phỏng hết trơn cái mình này cái bụng này rồi cái mặt của nó cũng bị cháy luôn nhưng mà phỏng là từ cái bụng xuống chân luôn à? Phỏng cái khúc này ha xuống đây là cái bằng nó băng luôn rồi đó rồi cái đùi này thì cũng bị phỏng luôn rồi cái tay thì nghe nói giờ cũng nhức chắc cũng có bị cái gì nhưng mà sao bác sĩ cho xuất viện sớm á chị? Chị nghe một tuần nữa là đầu tuần thứ hai mình á. Dạ. Tại vì hiện tại bây giờ vậy là tuần sau mới xuất viện. Hiện tại bây giờ ở dưới là có ai săn sóc lo lắng cho anh Đen không chị? Có thằng em nó cũng khi đi khi về thôi còn nếu không thì bỏ nó ở đó. Ở đó mình rồi sáng em nó lên thì đi xin cơm từ thiện cho nó ăn thôi. Dạ. Chứ cũng không có như ở đây mình cũng chưa có nghe nhành bên ủy ban mình hay gì vô hỏi thăm gì hết á. Chỉ là vậy là cũng chưa được có sự hỗ trợ nữa hết. Chưa có sự hỗ trợ nào đến với nó hết. Ý là giờ ví dụ như mình có giúp được cho nó á thì ráng giúp cho nó giùm chứ giờ nó cũng hoàn cảnh nó giờ khổ lắm. Như bà dì này một tháng bà chỉ lãnh lương được có 500.000 thôi. Tiền hỗ trợ không có đứa nào nuôi hết á, chỉ có thằng đó nó ở chung thì nó chỉ cơm nước thôi chứ ăn uống thì dì tự dì lo tiền bạc đồ lương. Như giờ chị nghĩ tháng mà có 500.000 tiền lương đâu có đủ xây sở gì đâu. Bây giờ khổ lắm, như có thì chị em của bà dì này thì cho vậy thôi chứ cũng không có ai giúp đỡ gì được. Hồi ông Dượng còn sống á thì ổng cũng đi mằng về nuôi bả thì dì bả được là ba đứa con mà cái thằng thứ hai á thì nó bị tai nạn năm rồi là nó bị cưa hết cái cẳng rồi coi như là mấy đứa này anh đó thì ở riêng hả con? Ở riêng thì không có đứa nào giúp đỡ được chứ cho cha mẹ hết trơn rồi sống mà nhờ hàng xóm với láng giềng được thôi chứ ngoài ra dì Năm bả khổ lắm. Bà con hàng xóm thì cũng giúp được cái khoản nào thôi chứ đâu có thể giúp được hoài được. Bệnh đau thì có tới thôi nhưng mà tiền bạc thì ai cũng khổ. Nói ông Năm bất kỳ ông đi đa thì cũng ai cũng khổ. Tới qua ông đi đa tới rồi. Thì giờ như có mình có giúp được thì giúp gì cho nó. Cô sợ phải đi mất. Cô rồi anh Đen anh nằm viện rồi con trai út của cô đi nuôi anh Đen ở nhà ai cơm nước cho cô? Không có, cũng như đứa đi đứa ở con hai vợ chồng thay phiên. Cũng như con vợ á thì con vợ con trai út á xuống nấu cơm nấu nước rồi ăn rồi đi lên trển thay. Thay là bà vợ gì nấu cơm mà ông chồng đi tới đi lui vậy chứ không có ở thường ngày. Hôm nay chị vợ của chị anh út đi đâu rồi cô không có nhà hả? Y nuôi trển á. Hai vợ chồng hôm nay lên trển ha. Hai vợ chồng lên trển hết rồi. Tối thì một người về nhà ngủ với cô. Có đứa ngủ có khi ngủ có khi không. Dạ. Cũng như mình cô ở vậy nè, hồi đó cái nhà này ngủ người ta cho mộng lành cho. Mộng lành ở thành phố Hồ Chí ở Tây Ninh á, chính xác Tây Ninh á. Dạ dạ. Mộng lành á. Dạ. Rồi anh Đen có bảo hiểm không cô? Nằm có bảo hiểm nhưng mà nó không có giấy chứng minh. Giấy chứng minh.
Bởi vì nó đi hoài người ta kêu mần nó không có đi mần. Con giấy mày bóp xuống cắt là vui ra. Làm những con giấy nhiều quá trời đẹp muốn được đó. Cũng đòi không đủ không vậy. Nhưng mà chỗ này chỗ kia có khi người ta không trả tiền rồi cũng không có lấy đâu. Anh đi làm mà người ta không trả tiền luôn hả? Có nhiều khi người thì người ta tính ta trả, còn có nhiều khi thì người ta không trả luôn rồi đi mần cũng đi mần không vậy đó chứ có tiền bạc chị. Ủa là người ta thấy anh khờ sao? Trời. Không vợ con tiền bạc mà già này thì em ráng như là coi như là cố gắng giúp đỡ gia đình, hoàn cảnh gia đình thì em đến em thấy cũng khổ lắm rồi ha. À rồi thì như là khờ đến nỗi đi làm người ta không trả lương một chút. Đúng rồi, có khi là người ta lường gạt đó, có người thấy giống như khù khờ 10 phần ta trả chừng 5 thôi, còn 5 nữa là ta trả đủ rồi vậy đó. Dạ. Thì lại vậy rồi nếu mà bây giờ em không tin thì em cứ đến bệnh viện để mà xác minh coi như là lời nói của chú nói có sợ sự thật hay không vậy thôi. Mình còn xác minh nhiều nữa chứ dạ, đâu phải nó là như vậy đâu. Nói chung là tụi con đến đây để mà chia sẻ cái sự khó khăn của người dân mình đây thì tụi con thấy là cũng ai cũng khổ hết rồi. Mà anh Đen thì cũng rất là đặc biệt. Trong những cái nạn nhân thứ hai đi cùng làm cùng anh Jin đó. Đó. Thì tụi con chủ yếu là chia sẻ những cái thực tế để cho cô chú Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước xem qua. Dạ. Yeah. Hiểu rõ hơn hết chứ. Rồi còn nếu mà Mạnh Thường Quân mà không tin thì em còn đến những chỗ mà nó bệnh thì thấy chứng kiến cái cảnh của nó rồi. Yeah. Nãy chú có hỏi thăm nói là cái cha của anh Rin đó này nói là nó bị thương khổng khoảng 30% đó. Thì thấy là cũng khổ rồi. Mẹ thì như vậy mà như là phỏng cỡ đó thì không có tiền viện phí đâu này kia. Thì nhờ cộng đồng mạng rồi cũng như là giúp đỡ vậy thôi. Chứ chú thì là người dân lối sớm, chú chỉ nói sự thật thôi. Cảm ơn những cái sự chia sẻ rất là chân thành của chú luôn nha. Rồi. Hôm nay Quân với lại là bạn Phong Nguyễn thì đến đây để mà chia sẻ những cái hình ảnh thực tế của cô Đặng ở đây là có một người con đó là anh Đen là một trong những cái nạn nhân thứ hai mà đi làm thuê cùng với anh Rin đó quý vị, trong cái vụ mà nổ phà và không may là anh Rin đã qua đời. Và anh Đen con của cô Đặng ở đây á thì cũng bị phỏng rất là nhiều, là từ những cái vùng bụng mà rồi phỏng lên tới mặt nữa quý vị, rồi xuống tới những cái chân nữa. Và gia đình của cô Đặng ở đây cũng rất là khó khăn, cô là bị tật bẩm sinh nữa. Và khi mà đến đây á, thì khi mà được những cái cô chú ở đây mà chia sẻ câu chuyện của cô Đặng á, thì Quân cũng thấy rất là xót xa luôn. Và đặc biệt là anh Đen á, ảnh cũng không có được bình thường về cái vấn đề mà nhận thức đó quý vị. Vì đôi khi anh đi làm mà cũng bị những cái người chủ người ta thê á, không có trả tiền nhanh nữa. 5 trả 10. Dạ. ba trả bốn hả cô? Ba trả một trả hai vậy đó. Không dạ, có chữ dạ. Mà dạ. Nó hơi khờ khẩn khẩn vậy đâu được, nhưng mình chỉnh cho mình đâu. Dạ dạ cô nè, thì ngày hôm nay thì con đến đây thì cũng có số tiền là 1 triệu đồng. Cô ơi cho con im lặng chút xíu để con nói chuyện chút xíu. Dạ cô ơi, thì hôm nay thì con đến đây á thì con có mang số tiền là 1 triệu đồng. Số tiền này đó là của cô Quách Mỹ Tiên ở bên Mỹ á, thì cô gửi gắm cái tình cảm này để con gửi trao cho cô để mà lo những cái chi phí cho anh Đen đóng ở bệnh viện đó cô. Rồi bây giờ rất hân hạnh cảm ơn với mấy cậu với mấy chú với cái cô nào mà nhận. Cô Quách Mỹ Tiên. Cô Quách Mỹ Tiên vậy là cảm ơn cô hạnh nha. Dạ. Yeah. Về nói với mấy người đó cảm ơn tất cả với cảm ơn hai chú. Dạ dạ. Dạ đời mang ơn. Phải làm dạ. Ăn vậy thôi, không biết nói gì hơn. Dạ dạ. Thì qua cái video này mà khi mà Quân đăng tải trên kênh Việt Nam Bốn Phương cũng như là kênh của bạn Phong Nguyễn á, thì là mong nhận được cái sự giúp đỡ chung tay của tất cả quý vị khán giả cũng như là các Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho hoàn cảnh của anh Đen. Và đặc biệt là khi mà được những cái cô ở đây chia sẻ từ bữa giờ á, thì gia đình của anh Đen cũng như cô Đặng á, cũng chưa nhận được cái sự hỗ trợ nào hết của những cái nhóm thiện nguyện cũng như là địa phương ở đây giúp đỡ cho anh Đen trong cái vụ tai nạn vừa rồi. Và
không biết nói gì hơn nữa, thì con cũng chúc cho cô có nhiều sức khỏe với anh Đen, ảnh mau được hồi phục về nhà nha cô. Thôi giờ không biết nói gì hơn, thôi giờ cảm ơn hai cậu đến làm đến đây chung vui với gia đình, cũng hân hạnh mừng tiếp đó vậy được rồi, cũng mừng rất mừng. Nhà này hồi đó mộng lành cho nè. Dạ. Mộng lành ở Tây Ninh đó. Dạ, cũng dạ. Như thường thường ta hát với xe Tây Ninh đó. Dạ dạ. Dạ thì cũng như cái nhà dưới của hồi đó của ở trò vậy đó. Cái dạ, ta dở dạ. Cái ta thấy cái nghèo khổ người ta đỡ cho đó. Dạ dạ. Thôi cô cũng cố gắng ha. Cô ở nhà cứ nghỉ ngơi, mong cho anh Đen khỏe, anh về sớm. Rồi. Dạ. Dạ thì qua cái video này thì Quân cũng một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến cô Quách Mỹ Tiên, có một cái tấm lòng rất là nhân ái, là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và quý vị khán giả, khi mà quý vị khán giả cũng như là các mạnh thường quân á, có cái tấm lòng mà muốn giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Đen cũng như là mẹ của anh Đen là cô Đặng ở đây, thì có thể là gửi gắm những cái tình yêu thương đó qua kênh Việt Nam Bốn Phương cũng như là kênh bạn Phong Nguyễn, thì hai anh em sẽ dành cái thời gian và trở lại đây và trao những cái duyên lành cũng như là những cái tình yêu thương của quý vị cho anh Đen. Cũng chiều rồi, thôi tụi con về nha cô. Thôi hân hạnh trên đi đường đi với cho khỏe. Dạ. Thì cô cũng dáng mà giữ gìn sức khỏe nha. Chúc mừng hai người đi trên đường cho khỏe phấn nha. Dạ, con cũng cầu mong cho cô lúc nào cũng khỏe phấn nè. Giờ anh Đen thì mau về để rồi, bây giờ có gia đình gửi lại xong gia đình hết tất cả. Dạ dạ, con cảm ơn cô Đặng luôn. Cô, chào có cô gia nha. Đình riêng là gia đình và cha mẹ cũng cảm ơn luôn. Dạ dạ. Thì con thì cũng mong muốn những cô bác mạnh thường quân á, khi mà xem qua cái đoạn video của cô Đặng ở đây, nhất là hoàn cảnh của anh Đen trong cái vụ mà phà bị nổ, bị cháy, bây giờ là thương tật cũng khá là nặng, thì mong cô bác á, thật sự mà hoàn cảnh của anh Đen ở đây có duyên á, thì có thể giúp phần nào đó để cho anh Đen có thêm cái tiền mà để chữa chạy và cho có thêm cái hộp sữa, cái lon gạo cho gia đình của cô Đặng ở đây. Thì Phong cũng thật sự chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã bỏ cái thời gian thật sự quý báu của mình để xem cái phần video của Phong Nguyễn ở đây cùng với bạn Việt Nam Bốn Phương. Dạ, Phong kính chào. Thì cô chú, đây là những cái hình ảnh ở dưới thôn quê, là đặc biệt là rất bình dị luôn. Nhưng mà trong ít ngày qua thì đã chìm trong cái nỗi thương nhớ, cái sự tiếc nhớ rất là nhiều. Thì anh Jin và cũng giống như là anh Đen ở đây thì sức khỏe cũng chưa có được hồi phục của cô bác chị. Thì bữa nay thì mà con đi tới đây thì trước nhất là cũng tới nhà của anh Jin, và bên cạnh đó thì cũng vô nhà của anh Đen thì cũng trò chuyện với gia đình của cô Đặng ở đây. Thì hôm nay thì cũng con cũng thật có duyên mà khi đứng trước một cái hình ảnh của một người cô ở đây. Dạ, con chào cô nha. Thì theo như cô là một cái người dân địa phương ở đây ở ấp gì con? Cá nổ. Dạ, ấp cá nổ á. Thì cô có cảm nhận như thế nào mà cái vụ việc mà nổ xà lan trong ít ngày qua không cô? Thì ai cũng rất tiếc hết. Nó kiểu như nó kiểu bất ngờ gì, nó đang đau đớn cho mấy đứa nó vậy đó. Con cháu ơi sớm không à. Đó, ai cũng bất ngờ hết trơn. Hoàn cảnh nào cũng khó khăn hết. Khó khăn, hoàn cảnh nhà nào cũng khó khăn hết trơn. Dạ. Thì qua cái đoạn video ngày hôm nay của con chia sẻ, thì cô có mong muốn gửi cái lời nào đó đến những cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước không cô? Có, cô bây giờ không có gì hơn, cô xin cho mạnh thường quân rồi bất kỳ những người nào mà có tấm lòng mà để cho giúp đỡ cho mấy đứa này cho nó bớt cái khó khăn vừa qua vậy đó. Dạ, dạ. Cô là người hàng xóm ở đây hả? Hàng xóm, cô là hàng xóm ở đây. Dạ. Nhà cô đằng kia lại đây chơi. Dạ. Dạ. Thì con cũng cảm ơn cô nha. Dạ. Thôi đi.